Dê yeah, bỏ giấy vô túi hết nào. Rồi bây giờ đến được to. Ok ok lên nha. Hồi sáng giờ chúng ta nhảy rồi, luyện rồi đúng không? Giờ tới cái phần trình diễn của chúng ta nha. Thể hiện nha và nhảy theo những động tác của các cô chú nha. Chuẩn bị 10 lời mẹ giữ trong gió chiều, ước muốn mai này con trai cao lớn thông minh như cha. Nhưng khi con lớn lên lại nghe cha không về nữa, ước muốn đi tìm cha nên con có duyên năng học hành. Nay mai con sẽ lớn nhanh thôi rồi con sẽ đi xa tìm cha. Có xung quanh một vài đứa anh em thân có chung luôn mẹ cha. Cất tiếng ca trên con đường hoa, nhân tâm thân lên không lười nha. Dẫu có thông minh hơn bao đứa xung quanh mà trời vẫn xin năng học nha. Thắp sáng đêm nay từng đàn đom đóm đó bay, sợ cho chẳng học thì suốt đêm thâu mua áo khăn quan nay mai ước mơ kinh thành. Không quên lời mẹ ghi nhớ năm xưa, chàng thông minh sáng láng với tài năng xứng đáng, nhìn chỉ ra kế bao phen nhà vua cứ khen mãi không quên. Dù vinh hoa phú quý cao sang khắp nơi nơi quyền uy, con sẽ bao dung vị tha như cái cánh con nghe lời cha. Rồi, cảm ơn các cô chú nha, các anh chị cô ấy thì mình tới đất rồi.